và Xuân Nghĩa xin chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Long An. Bây giờ là những thông tin chính sẽ phát trong Thưa quý vị, những năm gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo trên không gian mạng vẫn luôn diễn biến phức tạp, đặc biệt là nạn lừa đảo buôn bán người sang biên giới đã từng được Nóng 24 giờ liên tục cảnh báo, nhưng đến nay nhiều người vẫn còn bị sa bẫy. Tất cả những thông tin này sẽ được chuyển đến quý vị trong chuyên mục tin nóng. Ngoài ra, những tin tức mới nhất liên quan đến vụ tai nạn lao động thương tâm tại nhà máy xi măng ở Yên Bái cũng là thông tin nổi bật sẽ có trong chuyên mục tin nóng ngày hôm nay. Mời quý vị cùng chú ý đón xem. Thưa quý vị, những ngày gần đây ở khúc sông Vàm Cỏ Đông thuộc xã Thành Long, Châu Thành, tỉnh Tây Ninh xảy ra hiện tượng lục bình trôi dày đặc làm tắc nghẽn dòng chảy nghiêm trọng, gây cản trở đến giao thông đường thủy và đời sống sản xuất của người dân nơi đây. Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận thực tế tại khu vực này của nhóm phóng viên Nóng 24 giờ. Mời quý vị cùng theo dõi. Ghi nhận của phóng viên tại một đoạn sông Vàm Cỏ Đông, địa bàn thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, hiện lục bình đang từ thượng nguồn đổ về rất nhiều. Theo phản ánh của người dân, khi nước đứng, lục bình sẽ đổ về dày đặc, chiếm hết bề mặt sông, khiến cho ghe thuyền không thể di chuyển được. Giao thông đường thủy thường xuyên bị tê liệt, gây khó khăn trong hoạt động sinh hoạt, sản xuất. Trước tình trạng lục bình xuất hiện dày đặc, Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Thành Thành Công, đơn vị được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh giao xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông, hiện đang triển khai máy móc, thiết bị tăng cường hoạt động trục vớt, giải tỏa lục bình. Đơn vị trục vớt lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông đoạn qua tỉnh Tây Ninh cũng cho biết, một trong những nguyên nhân khiến lục bình dày đặc là do nhiều hộ dân phía thượng nguồn cắm cọc, thả chà, giữ lục bình để nuôi cá dọc hai bên bờ sông. Sau khi thu hoạch cá, lượng lục bình này bị giải phóng ra sông dẫn đến việc gia tăng đột biến. Để xử lý tình trạng này, đơn vị sẽ tăng cường xử lý lục bình trước khi vào mùa cao điểm, đồng thời sẽ đầu tư thêm một số thiết bị băng tải để thu gom lục bình nhanh hơn, hiệu quả hơn. Trước tình hình nắng nóng diện rộng tiếp tục kéo dài ở thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ trong những tháng gần đây, để hạn chế nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị ở địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến về thiên tai, thời tiết cực đoan, nhất là nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn. Kiểm kê, nắm chắc thông tin về nguồn nước trên địa bàn để cập nhật phương án kế hoạch phòng chống. Đồng thời cần tuyên truyền người dân có hình thức linh hoạt, trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, triệt để, chống thất thoát, lãng phí nguồn nước ngọt. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các đơn vị xác định các khu vực có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt để chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân, không để người dân thiếu nước sinh hoạt. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, lượng mưa từ tháng 4 đến tháng 5 năm nay sẽ thấp hơn lượng mưa trung bình nhiều năm. Trước thực tế hạn mặn xâm nhập sâu khiến tỉnh Long An của chúng ta cũng bị thiếu nước trầm trọng trong sinh hoạt sản xuất, rất cần lượng nước ở hồ Dầu Tiếng ứng cứu kịp thời. Ngay sau đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh vừa có văn bản gửi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng cường xả nước hồ Dầu Tiếng về sông Vàm Cỏ Đông nhằm khống chế ranh mặn, đảm bảo nguồn nước ngọt vận hành các trạm bơm và kênh rạch phục vụ sản xuất. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình hình nắng nóng kéo dài, xâm nhập mặn tăng cao trên địa bàn tỉnh Long An đang diễn ra gay gắt, phức tạp, mưa trái mùa không xuất hiện, mực nước trên các sông, kênh, rạch bị hạ thấp. Ngoài ra, xâm nhập mặn trên hai tuyến sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây đã vào nội địa hơn 100 km tính từ cửa sông Xoài Rạp. Diễn biến này gây ra nguy cơ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước ngọt tạo nguồn trên sông Vàm Cỏ Đông để các trạm bơm Lộc Giang A, B, huyện Đức Hòa và Bà Mùi, huyện Đức Huệ, Long An đang vận hành bơm tưới. Đồng thời, còn có các tuyến kênh rạch trên địa bàn hai huyện Đức Hòa, Đức Huệ đang cần nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất. Vì vậy, nên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An đề nghị Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam cân đối nguồn nước hồ Dầu Tiếng nhằm tăng cường xả nước về sông Vàm Cỏ Đông để đẩy mặn.
Thời gian vừa qua, ở nhiều địa phương liên tiếp xảy ra các vụ án mạng nghiêm trọng mà nguyên nhân chủ yếu là do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu. Các đối tượng sau khi sử dụng rượu bia, trạng thái tâm lý dễ bị kích động mạnh, dẫn đến các cuộc ẩu đả, xô xát xảy ra. Hậu quả là gây ra các hành vi vi phạm pháp luật. Có liên quan đến vấn đề này, tại tỉnh An Giang vừa ghi nhận vụ việc xô xát đánh nhau, đâm trọng thương bạn nhậu, khiến một đối tượng bị bắt về tội cố ý gây thương tích. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 16 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2023, đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1982, trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, trong lúc đi công việc về nhà thì đi ngang một quán nước gần xóm. Tuấn thấy Tô Văn Ân, sinh năm 1974, cùng trú tại địa phương, đang nhậu với một số người bạn trong quán. Ân kêu Tuấn xin mồi nhậu, sau đó Tuấn về nhà lấy thịt đem đến nhậu cùng. Trong lúc ăn nhậu thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, Ân nói Tuấn là dân ăn cắp, ăn trộm. Cả hai xông vào đánh nhau, Tuấn dùng con dao bấm bằng kim loại mang theo trong người trước đó, đâm nhiều nhát vào vùng đầu và người Ân gây thương tích. Ân được mọi người đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện, tỷ lệ thương tích là 10%. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp tục chương trình là thông tin về cái chết bất thường của một người đàn ông ở tỉnh Bình Dương, được vợ phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc thưa quý vị. Khoảng 17 giờ chiều ngày 22 tháng 4, người phụ nữ đi làm về căn nhà trên đường D5, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khi mở cửa vào nhà thì ngã quỵ khi thấy chồng là anh Lê Quang Hạnh, 42 tuổi, tử vong trong tư thế treo cổ. Nhận tin báo, công an có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành lấy lời khai. Được biết người chồng làm thầu xây dựng, vợ làm giáo viên mầm non, cùng có hai con nhỏ. Tại hiện trường, công an thu giữ một mảnh giấy có ghi nội dung xin lỗi vợ con, được cho là của nạn nhân để lại. Còn tại tỉnh chúng ta, vào chiều hôm qua, lực lượng chức năng đang xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trên sông Vàm Cỏ Tây. Sau đây là thông tin chi tiết và những ảnh tại hiện trường. Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4, người dân đánh bắt cá trên sông Vàm Cỏ Tây thì phát hiện một thi thể nổi lên trên sông Vàm Cỏ Tây, cách âu tàu Rạch Chanh khoảng 500 mét, đoạn qua xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Thông tin được trình báo cho cơ quan chức năng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đang tiến hành đưa thi thể người đàn ông lên bờ. Thi thể người này được phát hiện trong tình trạng không mặc quần áo, đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi. Hiện danh tính của nạn nhân và nguyên nhân tử vong đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Sau khi nghe lời dụ dỗ của người phụ nữ quen trên mạng xã hội, một cô bé 13 tuổi đã sa bẫy bị bán sang đặc khu kinh tế tỉnh Bò Kẹo ở Lào, ép lao động vất vả. May mắn vào ngày hôm qua, cô bé đã được Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Việt Nam giải cứu thành công, đưa về nước an toàn. Cụ thể vụ việc như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Nạn nhân là bé gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Tháng 9 năm 2022, bé gái quen một người phụ nữ qua mạng Facebook bị dụ dỗ, lôi kéo rồi lừa bán sang Myanmar, bị các đối tượng ép lao động vất vả. Đến tháng 12 năm 2023, nạn nhân lại bị các đối tượng bán cho một công ty Trung Quốc ở đặc khu kinh tế tỉnh Bò Kẹo, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Các đối tượng yêu cầu bé gái thông báo với gia đình đưa số tiền chuộc tương đương 350 triệu đồng. Sau đó, cháu đã tìm cách viết đơn kêu cứu tới Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh. Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Việt Nam giải cứu thành công, đưa cháu về cửa khẩu quốc tế Cầu Treo an toàn và bàn giao cho tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tại Hà Nội để hỗ trợ tâm lý, sức khỏe trước khi về nhà. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng trong đường dây. Xin chuyển sang thông tin đang thu hút sự quan tâm lớn của người dân về vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy xi măng thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, khiến 7 công nhân tử vong và 3 công nhân bị thương. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1980, là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng, về tội vi phạm quy định về an toàn lao động để điều tra làm rõ. Căn cứ tài liệu chứng cứ điều tra thu thập được, ngày 23 tháng 4 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1980, trú tại tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng, về tội vi phạm quy định về an toàn lao động. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đang tích cực điều tra mở rộng vụ án,
làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Trần Mạnh Hùng, cũng như những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Tại Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo đến từ nhiều tỉnh thành cả nước tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, hoạt động chống phá nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cụ thể, các đối tượng này đã lợi dụng các trang mạng xã hội, ứng dụng liên lạc qua Internet để thu thập, tuyên truyền, lôi kéo những người có tư tưởng bất mãn với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để thực hiện các hoạt động phá hoại, gây mất an ninh chính trị, tiến tới lật đổ chính quyền, thưa quý vị. Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo gồm Phan Thị Thảo, 67 tuổi, mức án 13 năm tù, Trần Thiện, 52 tuổi, 12 năm tù, Cao Thị Ngọc Diễm, 55 tuổi, 9 năm tù và Trần Huệ Chân Dương, 53 tuổi, 9 năm tù. Bị cáo Vũ Đình Lan, 51 tuổi, bị phạt 12 năm tù. Tại Văn Triệu, 50 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, 13 năm tù. Quỳnh Thị Khánh Trang, 37 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, 12 năm tù. Trần Thị Kim Loan, 62 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng, 8 năm tù. Theo bản án, với mục đích chống phá nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, Phan Thị Thảo, Trần Thiện, Vũ Đình Lan, Cao Thị Ngọc Diễm, Trần Thọ, Trần Thị Kim Loan, tại Văn Triệu, Quỳnh Thị Khánh Trang, Trần Huệ Chân Dương và Cao Cương tham gia vào tổ chức phản động khủng bố mang tên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân cầm đầu. Các bị cáo tham gia hoạt động tích cực trong cái gọi là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trong thời gian dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị trên cả nước, gây mất uy tín của Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Trên màn hình mà quý vị đang theo dõi là hình ảnh của đối tượng Lê Văn Sự, trú tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, đã dùng thủ đoạn giả danh công an nhằm chiếm đoạt tiền của người khác. Đối tượng này đã nhanh chóng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mời quý vị cùng xem thông tin chi tiết của vụ việc để nâng cao cảnh giác. Tháng 3 năm 2024, Sự nảy sinh ý định giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Sự thông tin với nhiều người, mình là trung tướng công an, có nguồn tiền lớn, muốn chuyển từ nước ngoài và cần có tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công, Sự sẽ cho chủ tài khoản hưởng 5% hoa hồng. Tuy nhiên, chủ tài khoản phải đưa cho Sự số tiền 20 triệu đồng để nâng cấp tài khoản VIP. Với thủ đoạn này, Sự đã chiếm đoạt 170 triệu đồng của 5 bị hại ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Tuyết, tên gọi khác là Phượng, trú tỉnh Ninh Bình, hiện ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Đây được xem là ba trùm chuyên môi giới mại dâm trên không gian mạng, thưa quý vị. Trước đó, cơ quan công an đã bắt quả tang Tuyết cùng bốn cô gái đang bán dâm cho khách. Đáng chú ý, cả bốn cô gái này đều hoạt động theo sự dẫn dắt môi giới của Tuyết. Theo điều tra, Tuyết từng là gái bán dâm ở Lào và là quản trị viên của nhóm Phố Đèn Đỏ Hải Dương với 2.200 thành viên chuyên đăng tin, bài có nội dung liên quan đến hoạt động mua bán dâm trên địa bàn Hải Dương. Cùng với việc bắt giữ Tuyết, lực lượng công an cũng đã kịp thời ngăn chặn Tuyết câu kết với các đối tượng khác để xuất cảnh sang Cộng hòa Mali để hành nghề mại dâm. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng vụ án. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong một tháng vừa qua, người dân nơi đây phát hiện nhiều loại chim quý hiếm xuất hiện liên tục. Gần đây nhất tại trường trung cơ sở Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa phát hiện thêm một loài chim quý hiếm bay vào trường. Bảo vệ đã bắt lại và bàn giao cho chi cục kiểm lâm chăm sóc. Ngày 23 tháng 4, chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận một con diều đầu nâu do người dân tự nguyện bàn giao. Trước đó, vào ngày 20 tháng 4, anh Nguyễn Việt Tính, bảo vệ tại trường trung học cơ sở Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, thấy một con chim lớn đậu trên cục nóng máy lạnh ở lầu 2 của trường. Các học sinh phát hiện đã báo cho phía nhà trường. Khi anh Tính lại gần thì con chim sà xuống đất, không bay đi được. Anh Tính sau đó đã bắt con chim lại và liên hệ cho chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh để bàn giao, đến tiếp nhận chim để đưa về chăm sóc cứu hộ. Bước đầu, kiểm lâm viên thuộc chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh xác định đây là diều đầu nâu giới tính cái, nặng khoảng 1 kg. Tên khoa học là Nisritus cerhatus, thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Thưa quý vị, mở đầu chuyên mục Camera Nóng hôm nay là một vụ việc vô cùng bức xúc vừa xảy ra ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Cụ thể, một chiếc ô tô sau khi xảy ra va chạm với xe máy khiến chiếc xe máy cùng người điều khiển văng xuống đường. Thay vì ở lại giải quyết thì chiếc xe này vội rời khỏi hiện trường. Mời quý vị theo dõi đoạn clip sau để thấy rõ hơn chi tiết vụ việc.
Đoạn clip là hình ảnh từ một camera hành trình ghi lại. Ô tô màu đen lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn thì xảy ra va chạm với xe máy do một thanh niên điều khiển băng qua đường. Cú va chạm khiến thanh niên văng xuống đường, xe máy văng lên giải phân cách cứng. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển ô tô vào làn đường bên phải, nhưng sau đó lại tăng ga bỏ đi khỏi hiện trường. Cao tốc là đoạn đường khá nguy hiểm và rất dễ gây tai nạn khi không chú ý quan sát, đặc biệt là khi có người đi bộ, xe máy, xe đạp hay người dân chăn thả gia súc ngay trên những cung đường này. Mới đây nhất, một vụ việc xảy ra trên cao tốc đoạn Phan Thiết Dầu Dây khiến tài xế được phen giật mình cười ra nước mắt khi thấy bò đang tung tăng đi dạo trên cao tốc. Theo đó, tài xế đang lưu thông tốc độ gần 80 km/h thì phát hiện từ xa hai bóng đen nên đã chủ động giảm tốc độ xuống. Nhưng không ngờ phía trước lại là hai con bò đang đi tung tăng trên đường. Do chủ động từ trước nên tài xế đã kịp xử lý. Các vụ việc shipper bị trộm cướp lấy mất xe và hàng hóa không chỉ riêng gì ở thành phố Hồ Chí Minh mới xảy ra, mà ngay cả ở những vùng khác cũng có các vụ việc tương tự. Điều này cảnh báo đến các shipper cần phải cẩn trọng hơn để tránh rơi vào tình huống mất cả xe lẫn hàng như đoạn clip sau đây. Theo đoạn clip camera an ninh ghi lại, một shipper vừa dừng xe lấy gói hàng đem vào trong nhà giao cho khách hàng, thì bên ngoài một đối tượng nam tiếp cận rồi leo lên xe chạy đi mất. Thưa quý khán giả, ở các vùng quê nghèo, học sinh đến trường và thực hiện ước mơ vẫn còn đó những khó khăn. Nhiều em thiếu dụng cụ học tập, có nguy cơ bỏ học vì chữ nghèo. Thấu hiểu những điều đó mà nhiều năm qua, anh Lê Trung Cang ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, chàng diễn viên trẻ, một thanh niên với tấm lòng thiện nguyện đã kêu gọi và giúp đỡ cho 2.000 học sinh có đầy đủ dụng cụ học tập và tiếp tục đến trường. Cùng gặp gỡ chàng trai có tấm lòng nhân ái này trong chuyên mục Nét đẹp đời thường của Nóng 24 giờ quý vị nhé. Trải qua 6 mùa tổ chức, đã có hơn 1.000 học sinh được hỗ trợ nhằm nuôi dưỡng những ước mơ được tiếp tục cấp sách đến trường. Chương trình Thắp Sáng Ước Mơ với chủ đề Vì Đàn Em Thân Yêu do Lê Trung Cang thực hiện ở nhiều điểm trường. Mùa thứ 7, chương trình thực hiện tại trường Trung học Cơ sở Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang với những phần quà và học bổng trị giá hơn 27 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện nay thì chương trình Thắp Sáng Ước Mơ mà tôi thực hiện là đã lần thứ 7, và trong 7 lần thực hiện chương trình này đã hỗ trợ hơn 1.000 em học sinh, trong đó là các em nhận học bổng thì có và nhận quà cũng có. Cái lúc mà hồi còn học thì tôi cũng có nhận được sự hỗ trợ từ Mạnh Thường Quân, thì tôi cũng có dự định là sau này sẽ tổ chức một cái chương trình Thắp Sáng Ước Mơ trở về ngôi trường xưa của mình học để hỗ trợ lại cho mấy em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thì hôm nay thì tôi cũng rất là vui, cũng đã trở về để hỗ trợ được cho mấy em ở ngôi trường xưa mình học. Cho đi để nhận lại chính là điều mà Trung Cang đang thực hiện chia sẻ với cộng đồng. Từ việc bản thân đã nhận được những chia sẻ của cộng đồng trong quá trình lớn lên, thì bây giờ chính anh đã làm điều ấy với những hoàn cảnh giống mình trước đây. Trong cái quá trình làm thiện nguyện của Trung Cang thì rất là nhiều cái chương trình là hữu ích, đem lại cái những cái suất học bổng và những phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương xã cũng như là ở trong và ngoài huyện. Thì những cái chương trình của Trung Cang làm là rất là thực tế, giúp ích cho các em để mà có động lực để tiếp bước đến trường. Ý nghĩa của chương trình này là tôi muốn lan tỏa qua và cũng như là nhằm đích là hỗ trợ cho mấy em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được có điều kiện học tốt hơn, cảm thấy nó đầy đủ và cũng như là cảm thấy được sự yêu thương của mọi người dành cho các em ở tuổi học sinh. Thắp Sáng Ước Mơ nhận được sự đồng hành của Công đoàn Khối An ninh Nhân dân Công an tỉnh, Quỹ Thiện nguyện Kiên Bét thuộc Công ty Cổ phần Sản xuất Túi Sách Việt cùng các nhà hảo tâm gần xa thực hiện. Trong đó có sự đóng góp, chia sẻ của lực lượng nghệ sĩ, ca sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh. Em có hoàn cảnh hơi khó khăn, với lại trong những năm học qua em đã cố gắng đạt được danh hiệu thu giỏi. Nên là các mạnh thường quân muốn giúp đỡ em một phần để bước tiến lên các bạn, em sẽ cố gắng sử dụng cái phần học bổng này và việc học để có thể hoàn thành nhiệm vụ học mà các mạnh thường quân đã chỉ. Em rất là may mắn khi mà có được một phần quà hôm nay, em sẽ dùng nó để trang trải
trang trải cho việc học của em. Rất là vui, rất là biết ơn vì em đã cố gắng và thầy cô cũng thương em, cũng trao cho em cái cơ hội được nhận học bổng Việt Nam. Những ước mơ tiếp tục được thắp sáng ở vùng trời mới, dù giá trị học bổng không cao, tuy nhiên ở vùng quê nghèo, số tiền ấy cũng đã phần nào giúp cho các em có thêm động lực, phấn đấu hoàn thành những hoài bão của bản thân. Và biết đâu rằng, trong số các hoàn cảnh này khi lớn lên, các em lại tiếp tục chung tay thắp sáng ước mơ cho thế hệ đàn em của mình. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền Long An cũng đã hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bản tin này sẽ quay lại vào ngày mai lúc 18 giờ để chia sẻ đến quý vị những thông tin nóng nhất mới nhất. Còn bây giờ thì Hải Vân và Xuân Nghĩa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.